Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Quảng Linh, nơi chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trồng cũng như chăm sóc dừa bonsai Việt Nam. Hôm nay thì Linh chia sẻ với mọi người cách cắt bao cho cây dừa có dáng lùng lực như thế này. Mọi người, cây dừa này có dáng lùng lực, nó rất là lùng. Mình sẽ cắt bao cho nó và sẵn quay lại cái clip chia sẻ với mọi người luôn nha. Đối với cây dừa lùng này thì mình sẽ cắt cái bao nó ra để cho nó bung ra, cho nó có dáng đẹp hơn mọi người. Mình sẽ quay cận lại cách cắt như thế nào để chia sẻ cho mọi người xem nha. Rồi, với cây dừa lùng lực như thế này thì Linh sẽ tiến hành cắt bao cho nó để cho nó bung ra nha mọi người. Bung ra nó sẽ ra vậy này, rất là đẹp luôn. Trước tiên thì Linh sẽ cắt cái này trước nè, cắt cái gốc cho nó gọn gàng lại trước. Mọi người cắt cẩn thận nha, đừng để cho nó phạm vô trong thì cây dừa nó bị mất sức mọi người. Cái này Linh ôm cũng khá lâu rồi, khoảng 2 tháng ngoài 3 tháng gì vậy mọi người. Mình cũng không nhớ, Linh cũng không nhớ rõ nữa. Linh nó xuống lá được 3 lần 4 lần gì rồi, cái lá nó còn nhỏ, mình xuống lá được mấy lần để mình lấy cái gốc. Xuống lá để mình lấy cái gốc to mọi người. Cái gốc to thì nó nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Người cứ cắt cho nó gọn cái gốc lại như thế nha. Rồi bắt đầu mình mới là cắt yếm của nó nè. Trước tiên là cắt yếm này, cái bẹ ngoài. Mọi người cắt dừa đây, dừa tới mí non thôi mọi người. Mí non quá thì không tốt đâu. Rồi, chúng ta sẽ cắt ngang. Mọi người có thể dùng cái dao gọt giấy hoặc là lưỡi lam, lưỡi bào á mọi người. Như Linh đang dùng là cái cây dao này là cây dao mẫu trong y tế mọi người. Mọi người cắt cẩn thận, nhìn kỹ đừng để cho phạm vô trong nha. Tới gọc bên đây mọi người. Chỗ này nó có cái bao nè, mình gọc hơi mạnh tay chút không sao, nó không có phạm, chủ yếu là sợ nó phạm vô cái bẹ của nó thôi mọi người. Để sao cái phạm vô là sau này cái bẹ của nó sẽ, nó có thẹo, có thẹo như vậy nè mọi người. Cái này là không phải là mình cắt mà lúc mưa quá nó bị bệnh đó mọi người. Cái lá này mình cắt để đây với vài bữa mình cũng sẽ xuống lá, bỏ lá này mình chỉ dưỡng cái đọt ở trong thôi. Cái này cái bao của nó cũng hơi già, mình để hơi lâu cắt thoải mái. Rồi, mọi người cắt xong thì nhớ vét cái bẹ này, vét cái bẹ một miếng trong cái bẹ này, vét mỏng thôi nha mọi người. Đó, tác dụng của vét bẹ này là mình sẽ bẹ nó bung ra dễ dàng hơn mọi người. Rồi, cắt hơi mạnh bị chạy ở trong mọi người. Bên đây cũng thế, mình vét một ít bẹ cho nó dễ bung ra và mình làm cái bẹ nó thẳng lại, mình nhìn thấy cái nó bắt mắt hơn mọi người. Mọi người cứ nhẹ nhẹ bẻ ra, nhớ là cầm cái tay ở dưới cổ dừa nha mọi người, cổ của nó nha, để không thôi là bẻ nó gãy xuống dưới luôn á. Bẻ nhẹ tay thôi nha.
cây dừa lùng lực đó mọi người. Mình để cho nó dưỡng mấy cái lá trong này ra là bắt đầu nó sẽ bung ra rất là đẹp luôn. Mình thích những cây dừa lùng nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi, bắt đầu mình cắt tới bẻ trong nha. Bẻ này cắt cẩn thận chút. Tới đây thôi mọi người, vừa tới cái chỗ ngon thôi. Mình nên cắt nhiều quá. Cắt chưa được mạnh tay mà nó còn dính ở trong này. Mình cắt từ từ thôi chứ mạnh tay quá thì nó sẽ đứt ở trong luôn, nó chày ở trong nó mốt nó có theo không đẹp mọi người. Cắt bên đây nha. Bên đây thì dễ cắt hơn, nó có cái bao ở trong. Mình cắt hơi mạnh tay chút. Mọi người không quen cắt thì cứ cắt từ từ thôi, không cần lấy nhanh đâu. Nhanh quá thì nó để lại thẹo mọi người. Nó cái cây chúng ta sẽ mất thẩm mỹ, không được đẹp. Mọi người có nên mua cái dừa bonsai về chơi mà mình nó có nhà có rồi thì mọi người cứ lâu lâu thấy cái bao nó lên cao cắt thì sẽ giữ lại cái cây dừa rất là lâu, mình chơi rất là lâu luôn. Nè, cái này ra này. Cắt tới cái miếng non thôi nha mọi người. Clip mà không có, mình để hơi xa chút xíu cắt nó hơi khó nè, cũng bị phạm này nè. Cắt cái này phải tập trung vô mới cắt mới hoàn thiện được mọi người. Đó, mọi người nhớ dát cái yếm ở trong luôn nha. Dưới này là nó còn non nè mọi người. Mình phải giữ cái tay lại cho nó chặt rồi mình bẻ trên thôi, cái dưới là nó sẽ bị gãy. Cái này thì mình sẽ vét bớt một miếng để cho nó dễ bẻ ra nè. Bên đây cũng vậy mọi người. Mình đang quay mình để cái máy trước mặt hay sao cái tầm nhìn nó không được ok mấy, nhưng mà cái cách cắt là như vậy mọi người, tỉ mỉ cắt thì sẽ được ok thôi. Đây à, mọi người giữ cái cổ bẻ bẻ ra cho nó bung bung ra. Bên đây cũng vậy. Đó, mọi người thấy chưa, nó bung bung ra nè. Đó, có dáng đẹp hơn hồi nãy thôi mọi người. Có dáng đẹp hơn nãy nha. Tiếp tục thì tới cái bẻ ở trong này thì mình cũng cắt cái bao luôn. Trong đây cắt cẩn thận chút xíu. Mấy chỗ non non là mình cắt cẩn thận luôn rồi, để nó bị chày ở trong thì nó có thẹo sau này nó xấu. Mọi người cẩn thận từ từ mọi người. Đó. Đối với cái này thì mình lọc ra để đây thôi mọi người. Để ở trong nó rất là non luôn nè mọi người thấy. Mình lọc ra để đây thôi, để cho nó giữ lại cái cọng non ở trong nè. Này mình cắt tới đây thôi. Rồi, sau khi cắt ra được vậy thì mọi người gọt bớt một miếng bẹ của nó. Đó. Lấy cái tay mình giữ cái độc non ra luôn nè, để nó trúng trong cái độc non này, nó bị chạy là rất là xấu luôn. Đây đó. Đây nè, cắt cái đường răng của nó, cái đường răng ở trong cái bẹ này, thì nó dễ bung ra hơn. Bên đây cũng vậy, mọi người nhớ giữ cái độc non ra nè.
tỉ mỉ mà cắt từ từ không cần phải gấp nữa. Rồi cái này mọi người cũng giữ giữ ngang đây nha, ngang chỗ này là non này nha, mình phải bẻ nhẹ ra, nhẹ nhàng thôi, cái này nó cũng còn non mà thôi, nó không có già như hai loại kia đâu. Đó. Mọi nhà về cái đâu mọi người rảnh rảnh á, cái nào mọi người uống uống như này, nhẹ nhàng từ từ cái nó sẽ bung ra mọi người. Đó. Rồi đây nè, nó bung bung ra nè mọi người thấy không? Ok đấy. Mình sử dụng cái lá này cũng không được đẹp mấy mà. Nhưng mà cái cạnh của cái tàu của nó thì ok. Mình sử dụng từ cái đọt non trong đây nè. Đây nè, cái đọt non này nè. Mình sử dụng mấy đọt non này sau này khi nó bự bự lên thì mình sẽ cắt bỏ từ từ những cái lá xấu đi mọi người. Ừ, cái này nó bị xấu nè, sau này mình sẽ loại bỏ cái lá này nha. Rồi, như vậy là ok mọi người. Chúng ta bỏ ra luôn vài phút thôi. À, cắt cho cái dừa nó bung ra, từ từ nó sẽ đẹp lên. Như còn quý vị nào ở nhà mà có cái dừa bonsai mà thấy hơi cao, nó có cái bao trong đây nè, thì cứ làm theo cách của Linh đi. Cắt như vậy đó, từ từ nó sẽ lùn. Chứ mọi người không cắt thì để nó lên hoài là cây dừa bonsai chúng ta sẽ bị mất dáng, là nó sẽ thành cây dừa như ngoài tự nhiên luôn mọi người. Rất là đơn giản thôi, mọi người có thể dùng lưỡi lan, dao cắt giấy hoặc là cái dao gì nhỏ nhỏ mà bén, mọi người cắt thôi. Chỉ là cắt cái bao ở trong này, nó sẽ bung ra từ từ, nó không lên cao nữa mọi người. Người xong mình uống từ từ ra. Đối với mọi người mua cái dừa bonsai có sẵn thì mấy anh em làm dừa bonsai thì cũng đã làm thành phẩm hết rồi. Để mình lâu lâu cái bao ở trong đây nè, mọi người cắt uống từ từ thôi, những cái lá này thì đã ok hết rồi. Rồi, hoàn thành mọi người. Đây, cây dừa của chúng ta đây. Đó. Lùng lực luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Mình còn một số dừa lùng lực đằng kia nữa. Mình làm clip một cây để hướng dẫn mọi người thôi. Chút xíu nữa mình sẽ cắt mấy cây đằng kia nữa. Thôi clip hướng dẫn cắt bao cũng như cái này gọi là thay áo mọi người. Thay áo cho cây dừa bonsai lùng lực như thế này. À, của Linh tạm dừng nha. À, mọi người xem clip mà thấy chia sẻ của Linh hữu ích thì đừng quên like và để lại comment ý kiến mọi người bên phần luận video nha. Và đừng quên chia sẻ rộng rãi clip của Linh lên những trang mạng xã hội để nhiều người biết đến. À, chúng ta cùng học hỏi, cùng giao lưu với nhau nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip mà hướng dẫn sau nha.